Em xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại cả kênh của Lương Âm Thanh. Và trong video này thì bên em có đơn hàng gửi cho bác khách ở Nghệ An, bác Trần Đình Nhàn, và xe Grab sẽ trở ra bến xe nước ngầm. Và anh Grab thì hiện tại đang đến đây để chờ hàng rồi. Và cái đơn hàng này đó là về cái dòng đẩy hai kênh đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và đây là một dòng đẩy cao cấp, công suất lớn. Con trầm là cái con đẩy này chuyên để trị súp kép và loa phun đôi các bác nhé. À, và cái mã của nó là KD1200. Đây là dòng đẩy 2 kênh. Và mỗi kênh nó là 1200W ở chế độ 8 ohm. Và nó có chế độ đánh site, đánh bara và đánh gộp. Gộp tức là các bác có thể gộp 2 kênh với công suất nhân đôi lên. Thì cái công suất của nó rất là lớn, chuyên trị súp kép luôn các bác nhá. Chuyên trị những súp kép công suất khủng. Và đây là cái dáng vẻ bề ngoài khi mà em đặt cái con đẩy này lên. Và ở trong cái hộp sản phẩm của nó thì nó sẽ có kèm theo đó là một cái dây nguồn và một cái quyển sách thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Thì ở trong cái quyển này thì em cho các bác xem kỹ hơn về cái phần công suất của nó và một số cái thông tin về cân nặng và kích thước. Thứ nhất là về cái công suất của nó sẽ đánh được ở hai mức độ trở kháng là 8 ohm và 4 ohm, và ở trở kháng là 8 ohm. Công suất sẽ là 1200W ở trở kháng 8 ohm, và khi trở kháng tụt xuống 4 ohm, tức là khi các bác đấu nối tiếp nhiều loa, đấu song song nhiều loa vào với nhau, trở kháng nó tụt xuống thì công suất đường ra nó sẽ là 1800W một kênh. Và khi mà các bác chơi ở chế độ đánh bridge, tức là các bác gộp kênh vào ở chế độ trở kháng là 8 ohm, thì công suất nó sẽ lên là 3600W các bác nhá. Có nghĩa là các bác có thể biến con đẩy hai kênh này thành con đẩy một kênh với một đường ra công suất duy nhất, với công suất cực khủng là 3600W. Và ở đây sẽ có thêm một số thông số này các bác này. Cái kích thước của nó thì sẽ là 48,3 nhân với 37,8 nhân với 8,9. Nó sẽ là chiều sâu, chiều ngang và chiều dày của con đẩy các bác nhé. Và cái cân nặng nguyên máy của nó thì rơi vào 17,8 kg, và cân nặng sau khi đóng hộp thì là 19,5 kg. Và đây là cái hộp của sản phẩm này các bác này. Cái hộp của sản phẩm này thì nó sẽ có hai lớp, lớp bìa cắt tông ngoài, và bên trong sẽ là thêm một lớp bìa cắt tông nữa, và in những cái số thông tin của cái con đẩy. Ở phía bên trong thì nó sẽ có lớp xốp mặt trước và mặt sau, và nó sẽ có một cái lớp túi bóng ni lông này để chống ẩm cho thiết bị các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ lấy nhạc em đưa vào cái con đẩy này để cùng test. Thứ nhất là về chất âm của nó, và thứ hai là về cái công suất làm việc và cái mức độ ổn định khi mà nó hoạt động. Bên em sẽ test rất là kỹ càng trước khi mà đóng gói gửi đi cho khách hàng. Và cái con đẩy này sử dụng mạch Class TD nguồn xuyến các bác nhá. Các bác có thể thấy đây là cái ốc để giữ nguồn xuyến ở bên trong này. Những cái con đẩy mà chạy nguồn xuyến thì nó cực kỳ bền bỉ, và nó đưa ra những cái dòng công suất khủng để đánh chuyên dùng để trị súp kép và phun đôi. Và với cái mạch khuếch đại tín hiệu Class TD thì cái chất âm mà nó đưa ra thì sẽ được đảm bảo. Các giải trầm, bass, mid và chép sẽ được ổn định, và cái hiệu suất của nó làm việc nó sẽ không bị quá nhiệt, và tất cả cái đường âm thanh nó được tái tạo một cách rất là hay các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ ghép nối nó với cả cái con KM330, là một cái dòng vang số chỉnh cơ cũng đến từ thương hiệu là DB Acoustic. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là cái dòng vang số chỉnh cơ đứng đầu và bán chạy hàng nhất. Bây giờ thì nó đã có thêm cả cái con KM350, nhưng mà cái chất âm của 350 và 330 thì nó là tương tự nhau, và cái giá thành của nó cũng bằng nhau, là khoảng dưới 3 triệu đồng các bác nhá. Cái con đẩy KD1200 Plus này thì bên em đang để giá là dưới 9,5 triệu. Đây là dòng đẩy cao cấp các bác nhá, dưới 9,5 triệu. Và bây giờ thì em sẽ lấy nhạc từ USB. Hiện tại thì cái cổng đường ra của con vang này em đang lấy cổng trái và phải, và đưa vào kênh 1 và kênh 2 của con đẩy này. Và cái đường ra của con đẩy thì nó sẽ đưa lên hai cái cặp full 30. Hiện tại thì ở đây em sẽ không thử về cái phần công suất của nó, mà em sẽ thử về cái chất âm thôi. Còn cái công suất thì cái con 30 này không thấm thía vào đâu các bác nhá. Cái con full 30 này là loa đến từ thương hiệu PS Audio, và mã của nó là ES12, giá là 10,2 triệu. Và cái cặp full đôi này thì nó thừa sức nó đánh luôn. Các bác có thể một kênh các bác đánh một đôi vẫn là thoải mái. Một kênh của con này các bác có thể đánh được cả cặp 40, không có vấn đề gì hết. Ở đây thì em sẽ thử chủ yếu là về cái chất âm, còn công suất thì nó quá là thoải mái luôn rồi các bác ạ. Kênh A lên rồi các bác nhá, tiếp theo là kênh B này. Ok, cả hai kênh đều đã lên rồi, và bây giờ em sẽ vặn lên cả hai kênh lên nhá.
Và các bác có thể thấy cảm nhận cái đường âm thanh đưa ra, âm thanh chất âm của nó cực kỳ là trong trẻo và hay các bác nhé, và đánh rất là uy lực. Ở đây thì em chỉ vặn một chút thôi bởi vì nó đang chơi cái cặp 30. Chúng ta hoàn toàn thể chơi full đôi 40 hoặc là những con súp kép 50 đánh thoải mái luôn. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem cái phần mặt sau này. Ở cái phần mặt sau nó là cái những cái đường cổng kết nối và một số những cái công tắc để chúng ta gạt để chuyển cái chế độ đánh. Thứ nhất là cái đường vào ở đây nó sẽ ghi cho chúng ta là cái nguồn điện áp vào là 220V. Và tiếp theo là nó sẽ có hai kiểu để chúng ta có thể là kết nối cái đường tín hiệu ra với loa. Thì nó một là chúng ta sẽ sử dụng cái đường jack Neutrik, là cái đường jack vọng cài như thế này. Thì anh em đi làm sự kiện thì dùng cái này nó rất là tiện lợi. Nó gài, nó chỉ cần cắm vào và xoay thì nó sẽ có cái nấc ở đây, nó bám rất là chắc chắn và nó không thể bị tuột được. Còn nếu mà chúng ta sử dụng gia đình thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái jack vọng cài này. Chúng ta không cần phải dùng cái jack Neutrik này nữa. Nếu mà sử dụng cái đường jack vọng cài thì nó là bền bỉ nhất các bác nhá. Nó là bền bỉ nhất. Còn anh em đi làm sự kiện thì mới phải dùng cái jack Neutrik này thôi, thì nó tiện lợi, là tháo ra tháo vào nó nhanh gọn. Và ở hai cái cổng đường vào ở đây chúng ta có thể thấy nó sẽ có hai cổng đường vào, đó là input A và ở dưới là input B. Ở bên cạnh cái input A và input B thì nó sẽ có link A và link B. Cái đường link này là để chúng ta lấy tín hiệu từ kênh này cho sang kênh khác. Cái kênh này thì ở cái đường link này thì chúng ta có thể là dùng để kết nối nhiều con đẩy vào với nhau. Trong trường hợp là các bác sử dụng nhiều loa, rất là nhiều loa và một con đẩy nó không đáp ứng được, các bác sử dụng 3 đến 4 con đẩy thì cái đường link này là để lấy tín hiệu và đồng bộ các con đẩy vào với nhau các bác nhé. Cái đường tiếp theo đó là về cái phần nó sẽ có những cái nút gạt ở giữa. Các bác có thể thấy là cái nút gạt ở dưới này thì nó sẽ cho chúng ta chuyển đổi giữa các chế độ đánh là Sitte, Bara và Bridge. Đánh Sitte là đánh hiện tại thì đang để ở chế độ Sitte, tức là đánh chế độ là loa nó sẽ tăng giảm âm lượng, nó đánh từ A sang kênh B, từ kênh A sang kênh B. Có nghĩa là cái chế độ Sitte là khi mà các bác sử dụng chế độ Sitte ấy, thì âm thanh ở loa trái và kênh loa trái và kênh loa phải thì nó sẽ đưa ra các mức tín hiệu khác nhau, nó sẽ to nhỏ khác nhau và nó tạo ra cái hiệu ứng như là tiếng nhạc nó chạy từ kênh này sang kênh kia, từ bên trái sang bên phải. Còn khi mà các bác gạt xuống chế độ đánh Bara, tức là đánh tuần tự, một cái đường tín hiệu thôi là nó sẽ sử dụng cho cả hai kênh luôn, tức là lúc đấy các bác chỉ cần sử dụng một giây thôi. Các bác lấy tín hiệu từ kênh trái hoặc là kênh phải từ trên con vang xuống thì cái con đẩy này nó sẽ lập tức nó tự nhận tín hiệu từ kênh này nó cho sang kênh kia. Và nó hai cái kênh được tín hiệu này nó đánh cùng một loại, có nghĩa là nó sẽ không luân phiên như kiểu đánh Sitte. Và tiếp theo là cái đường đánh, cái chế độ đánh cuối cùng là BR, đây nó là cái đánh Bridge. Tức là khi mà các bác gạt xuống thì hai cái kênh này nó sẽ gộp làm một. Và cái đường ra của cái kênh gộp ấy nó sẽ là hai cái cọc màu đỏ ở đây. Các bác có thể thấy nó ký hiệu ghi Bridge ở đây các bác nhé, cộng và trừ này. Khi đấy thì công suất nó sẽ nhân đôi lên, nó sẽ là 3600W và con đẩy này sẽ biến thành con đẩy một kênh và các bác sử dụng nó để đánh những con súp kép công suất khủng. Và các bác thể thấy ở phía bên trái này nó chính là cái phần tản nhiệt của cái con đẩy này các bác nhé. Cái phần tản nhiệt nó rất là rộng, nó đảm bảo cho chúng ta trong quá trình sử dụng nó không bị quá nhiệt. Và những cái sản phẩm chính hãng của DB Acoustic thì sẽ đều có những cái tem mark của nhà hãng. Thứ nhất là cái tem để chúng ta có thể truy cập, quét cái mã QR này để truy cập vào trang chủ của công ty. Tiếp theo đó là cái phần về cái tem bảo hành, kích hoạt bảo hành điện tử online. Chúng ta có thể kích hoạt bảo hành ở đây. Hoặc là nếu các bác không thích kích hoạt bảo hành online thì ở đây, ở bên sườn nó cũng có cái tem, có tem đánh dấu bằng chữ của nhà hãng rồi. Đây là tem đánh dấu bằng tay của nhà hãng này. Đấy, ở trên cái dòng đẩy hoặc là dòng bất kể một cái thiết bị nào chính hãng của DB Acoustic thì đều sẽ có ba cái loại tem này các bác nhé. Và ngoài ba cái tem này ra thì bên em sẽ dán tem của lưu âm thanh vào nữa. Và khi mà các bác mua hàng bên em có tem của lưu âm thanh thì bên em sẽ đứng ra đảm bảo đây là hàng chính hãng 100% và bảo hành cho các bác 1 năm hoặc là đến 2 năm tùy theo từng sản phẩm, tùy theo từng thiết bị. Ở phía mặt trước thì nó sẽ có hai cái phần nút chiết áp. Đây là dòng đẩy hai kênh, thế nên là nó sẽ có hai nút chiết áp để chúng ta điều chỉnh cường độ tín hiệu âm thanh. Và ở hai phía bên này đó là hai cái phần thông hơi để cái quạt làm mát ở phía sau nó sẽ hút cái không khí ở phía bên trên làm mát các linh kiện bên trong quá trình sử dụng. Nó sẽ có hai lớp ở ngoài là cái lớp sắt, lớp kim loại và ở phía đằng sau nó thì sẽ là cái lớp xốp để nó ngăn chặn bụi bẩn và ngăn chặn côn trùng chui vào làm hỏng các linh kiện ở bên trong. Cái dòng đẩy này thì bên em đang để giá là chưa đến 9 triệu rưỡi các bạn, dưới 9 triệu rưỡi. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Thì bên em sẽ test thêm một khoảng thời gian nữa thì để cho nó để chắc chắn rằng là cái này nó không xảy ra lỗi lầm gì và tất cả đều hoạt động ok ổn định thì bên em sẽ đóng hàng, dán tem và gửi đi cho khách hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ bên lưu âm thanh. Và khi mà các bác nhấn đăng ký kênh rồi thì bất kể một video nào bên em mới làm quảng cáo về dòng sản phẩm mới mà bên em đăng lên thì các bác sẽ nhận được thông báo ngay lập tức và các bác sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video nào.
Và thưa các bác thì đơn hàng đã test ok, tất cả mọi chức năng hoạt động ổn định và bên em đã dán cả vận đơn lên đây rồi. Thì anh Grab đã lên xe và chuẩn bị gửi đi cho khách hàng. Vâng, anh đi giúp em rồi nhá. À, ok.